Chia tay Quang Hải, Nhật Lê liên tục khoe ảnh hở bạo chẳng cần e ngại. Bên cạnh những chuyến du lịch cùng bạn bè, phong cách thời trang của Nhật Lê cũng có nhiều thay đổi. Gắn bó từ khi chưa nổi tiếng, Nhật Lê và Quang Hải từng là cặp đôi được yêu thích nhất của làng bóng đá Việt. Chuyện tình 3 năm kết thúc trong yên lặng khiến người yêu mến vô cùng tiếc nuối. Dù đã chẳng là gì của nhau, nhưng nữ sinh xứ Quảng luôn là gương mặt được truyền thông săn đón, cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Và đến thời điểm hiện tại, Nhật Lê chọn cách bình thản đón nhận. Trên trang cá nhân, không thiếu những khoảnh khắc cô khoe cận nhan sắc xinh đẹp. Đây là một trong những bức ảnh của Nhật Lê được Quang Hải vào tương tác, dù chẳng còn dây dưa chuyện tình cảm. Để ý kỹ mới thấy, sau khi được mọi người biết đến, phong cách thời trang của Nhật Lê ngày càng hở bạo hơn. Nhật Lê của hiện tại được nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng. Thử một lần chơi lớn chào tuổi mới, mọi người đừng phản ứng mạnh ạ. Đây là một trong những bức ảnh để đời của nữ sinh xứ Quảng. Thêm một bức ảnh khoe triệt để đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ. Và gần đây nhất, cô nàng khoe vòng 1 và vòng 3 căng tròn ở hồ bơi. Thời trang đi biển của Nhật Lê cũng vô cùng đa dạng phong phú. Cô nàng sở hữu những đường cong nóng bỏng, eo thon săn chắc nhờ chăm chỉ rèn luyện thể thao, dù chỉ cao 1m56. Cô nàng cũng rất biết cách trang điểm nhẹ, dù rất nhẹ nhàng nhưng vẫn nhấn nhá để tôn lên đường nét trên khuôn mặt mình. Fan vô cùng khó rời mắt khi xem những bức ảnh này của đỉnh cũ Quang Hải. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.